xin chào bà con hiện là úc đã liên hệ được trực tiếp với bên công ty bả đậu có số lượng ổn định hàng tháng à, mỗi tháng nó ra 4 lần thì nếu như bà con chạy nào lớn á, muốn lấy trực tiếp từ công ty á, thì liên hệ úc cho mọi người cái số điện thoại để liên hệ trực tiếp chỉ việc là à, giống như là thương lượng ở bên công ty xong rồi mình ra xe vô mình bóc đúng ngày đúng giờ nha mọi người tại vì công ty lớn cho nên là họ yêu cầu à, mình phải lấy đúng ngày đúng giờ thì úc đã liên hệ được bây giờ đang bóc để cho một cái anh ở trên trên đắk nông á, 8 tấn thì tiện đây út chia sẻ cho bà con luôn ai cần số lượng bả đậu đều hàng tháng á, thì mọi người có thể liên hệ út để út chia sẻ cho mọi người cái cái tên công ty cũng như là số điện thoại để mọi người ra xe vô bóc thôi nha À, và mọi người biết không trên thị trường bây giờ có hai loại bã đậu là bã đậu à, lò thì nó tơi khô hơn nhưng mà cái số lượng nó không ổn định và nó chỉ có tầm tấn rưỡi đến 2 tấn thôi những chạy lớn cần số lượng nhiều á, thì mọi người ổn định á, thì mọi người nên lấy từ công ty ha à, út Úc thì út Úc chỉ có thể giúp mọi người tới đây thôi nếu như mọi người cần thì có thể liên hệ út nha nhớ đăng ký và ủng hộ kênh để ủng hộ tinh thần út ra nhiều